Xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với đầu tư điện tử gọi là Form đây. Thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau tìm hiểu về những cái dự án fan token ở trong thời gian tới nha chị nhé. Và đây là một cái dự án tiếp theo mà em muốn giới thiệu đến anh chị, đó là Juventus. Thì nếu như anh chị em nào mà xem đá banh nhiều thì chắc chắn là không thể không biết về cái đội tuyển này rồi, đúng không anh chị? Thì đối với Juventus thì nó cũng đã được mở bán listing ở trên rất là nhiều những cái sàn giao dịch khác nhau ở trong cái mùa trước rồi, bao gồm như là Binance, Bybit nè, rồi Binx vân vân, đúng không anh chị? Và anh chị thấy được rằng á, là những cái dự án này thì thường nó sẽ có những cái market cap rất là bé và cái tỷ lệ bơm và tăng trưởng của nó cũng rất là cao, anh chị ha. Và khi có những cái sự kiện bóng đá xảy ra như trong năm nay thì chúng ta sẽ có cái giải đấu là Euro 2024, thì nó sẽ ít nhiều có sự ảnh hưởng đến fan token. Và em nghĩ rằng là đến thời điểm đó thì những cái con buôn về thị trường crypto này nó sẽ tập trung và nó chủ yếu nhìn về fan token và cái khả năng, cái tin tức. Hiện giờ thì anh chị biết được rằng là tin tức về Euro chưa thấy mặt báo nào đăng tải nhiều cả, nhưng mà đến cái thời điểm mà tin tức rầm rộ nó đẩy ra thì em nghĩ rằng là fan token nó sẽ được tăng trưởng tiếp. Gần đây thì em đã review cho anh chị về một đội tuyển là Lazio, cũng có đồng token, thì anh chị có thể là lên trên kênh để xem xét lại ha. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến Juve. Thì đối với Juve này, market cap hiện tại của nó chỉ đang nằm vỏn vẹn là 17 triệu đô, một con số cực kỳ bé luôn anh chị. Và cái tỷ lệ ở trong thời gian tới mà dự án này nó tăng trưởng lên là rất cao ha, vì là vùng giá hiện tại cũng đang nằm ở một cái vùng giá, nếu theo đánh giá của em, là một vùng giá đáy rồi, một vùng giá đã tích lũy cũng khá là lâu. Nên chúng ta xét ở đây nhé, từ cái thời điểm là khoảng 2022, giữa 2022 cho đến thời điểm này thì nó chỉ có sideways và nó có ít nhiều những cái sự phục hồi nhẹ lên thôi, không có quá nhiều sự tăng trưởng đáng kể. Nhưng mà đối với vòng Euro ở trong thời gian tới thì em nghĩ rằng là sẽ có nha chị. Và khi chúng ta nói đến cái phần tăng trưởng của nó ha chị ha, chúng ta nói đến phần tăng trưởng của nó thì anh chị thấy rằng là cái vùng giá đỉnh của nó khi mà được niêm yết ở trên những cái sàn giao dịch đó là khoảng 42 đô, một con số rất là lớn. Và nếu như anh chị vẫn đang kỳ vọng là đội bóng này có thể là tăng lên cao hơn cái đỉnh cũ của nó thì em thấy rằng là cái tỷ lệ rất khó nha anh chị nha. Thời gian đầu thì có thể, mà thời gian hiện tại khi mà cái lượng xả ra của những nhà đầu tư ở trước đó thì em nghĩ rằng là vùng giá hiện tại cùng lắm thì nó khoảng ít 5, đúng chê thì cỡ 5, kéo lắm là ít 10 là hết cỡ rồi. Em không nghĩ tới câu chuyện quá xa. Thì đối với vùng giá hiện tại thì em nghĩ rằng là cũng sẽ có những cái lượng người gom rồi, nhưng mà cái lượng gom sẽ không quá lớn đâu anh chị. Cho nên là khi mà anh chị cũng lưu ý nha, khi mà chúng ta đầu tư vào những cái dự án như thế này á thì cũng cần phải để ý một tí rằng là những dự án low cap như thế này chỉ đánh theo trend, và hết trend thì nó sẽ hết giá trị. Anh chị phải hiểu như vậy, cho nên là anh chị không được đầu tư quá nhiều vào những dự án fan token, và anh chị chỉ nhắm, gọi như là chúng ta nắm bắt một ít thôi, nắm bắt một ít thôi để có thể là vào trong cái trend này chúng ta có thể là có những sự lợi nhuận sinh ra được đối với trend này. Anh chị ha, và vùng giá hiện tại là một vùng giá em đánh giá là có thể xem xét để nắm một cái khối lượng nhất định ở thời điểm này rồi. Và còn TB ha, về còn những cái mục như là TB đây anh chị. Những cái mục như là TB thì em cũng sẽ tính toán cho anh chị ở những cái vùng hỗ trợ và kháng cự nhé. Vùng đầu tiên mà chúng ta sẽ nhắm đến đó chính là cái vùng là khoảng 6 đô ha, tức là khoảng từ vùng giá hiện tại là khoảng cho là khoảng 2 đô đi, tăng lên trên này ha anh chị ha. Đó, thì là cái vùng mà nó sẽ lấy được thanh lý đầu tiên. Và cái vùng tiếp theo mà em đang nhắm đến chính là cái vùng khoảng 10 đô. Vùng khoảng 10 đô là cái vùng tiếp theo mà nó sẽ target đến, thì nó sẽ nằm ở cái mức này, là cái target thứ hai nha anh chị nha. Thì anh chị đều có thể thấy là những cái sự phản ứng về giá của nó ở quanh những cái khu vực mà em chỉ ra cho anh chị về kháng cự và hỗ trợ đó, anh chị thấy không ạ? Thì nó đều là cái vùng target ở trước mắt. Nếu cái trend này diễn ra thì em có thể là target cao lắm là đến 10 đô thôi. Và cái vùng mà em sẽ gọi như là target xa nhất có thể luôn rồi đó anh chị, là cái vùng là khoảng 20 đô, quanh 18 đến 20 đô ở trên này nha anh chị. Là cái vùng xa, cực kỳ xa luôn. Bởi vì nếu chúng ta tính toán 20 đô mà chúng ta nhân với lại 6 triệu cái đồng token này, nó lên tới một con số là 120 triệu đô nha anh chị về vốn hóa. Mà hiện tại thì nó chỉ đang nằm ở cái mức 17 triệu đô thôi. Để mà tăng lên đó thì Juve nó phải có một cái gì đó nó quá gọi là kinh khủng á. Ví dụ như nó vô địch một cái giải, ví dụ nó vô địch giải hay như thế nào đó thì mới tính đến. Cho nên là em chỉ tính toán là nó kéo lắm là nó lên tới khoảng 20 đô là hết cỡ, nhưng mà cái tỷ lệ rất khó. Cho nên là em chỉ target trước mắt là từ 6 đến 10 đô để anh chị có thể là nắm một cái khối lượng vừa phải ở trong cái thời gian ngắn hạn để chờ Euro 2024 diễn ra và chờ cái chain fan token nó được đẩy lên để chúng ta ăn một cái con sóng thôi. Và chúng ta cũng có thể là target thêm những cái dự án khác nữa trong thời gian tới, em sẽ cập nhật cho anh chị ha. Hiện tại thì chúng ta cứ nhắm đến cái dự án rồi, có hai dự án rồi nè, là Lazio và cũng như là Juventus, thì đang có những vùng giá rất rất đẹp.
đang có một giải rất rất đẹp để chúng ta xem xét thôi, và cũng như là những cái mốc target thì em đã đề ra cho anh chị ha. Và trong thời gian tới anh chị đang quan tâm đến fan token thì nhà Bybit của chúng ta cũng đang có rất rất là nhiều những cái dự án làm về fan token để anh chị có thể là xem xét và đầu tư, và bao gồm cả là cái Juven, dự án hiện tại mà em đang review đến anh chị luôn. Và nếu như anh chị muốn sử dụng qua những cái tính năng này đến từ sàn giao dịch Bybit á, thì anh chị đừng quên là có thể là ủng hộ team bằng cách là click vào cái đường dẫn đăng ký em để dưới phần mô tả video này nha. Và em tin rằng là với cái vùng giá hiện tại, vùng giá khá là sâu, em tin rằng là vốn với cái vốn hóa này á, thì cái việc mà nó tăng trưởng lên khoảng từ 6-7 đô cho đến là 10 đô là cái target mà nó có thể xảy ra ở trong cái trên fan token ở trong thời gian tới nha anh chị. Đó, thì anh chị có thể là xem xét và đưa ra quyết định đầu tư của chính bản thân mình. Tất cả những cái nội dung này thì không được xem là lời khuyên đầu tư nha anh chị nha. À, không được xem là lời khuyên đầu tư, bởi vì là những cái dự án này luôn có rủi ro. Bởi vì ví dụ như đến euro nó không tăng trưởng, nó không tăng trưởng thì sao đúng không chị? Thì đó cũng là cái rủi ro mà anh chị cần phải lưu ý và phải chấp nhận cái rủi ro trước khi đưa ra những quyết định đầu tư ở trong những dự án thế này nha. Và rồi, video ngày hôm nay thì em xin phép được dừng lại tại đây, và sẽ còn rất là nhiều những cái dự án mà em sẽ đánh giá về vùng giá, về những cái đồng fan token đó để anh chị xem xét. Và nếu những cái trend tới là về fan token mà nó được tăng trưởng thì nó sẽ là cơ hội cho anh chị. Khi anh chị đang và đã có những cái vùng giá nó tương đối là đẹp, thấp trước khi cái trend nó diễn ra nha anh chị. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết nội dung video ngày hôm nay. Và nếu như anh chị thấy những cái nội dung mà em truyền tải đến anh chị nó có những cái bước chuẩn bị cho anh chị có thể là đưa ra những cái nhận định sớm hơn về những cái trend ở trong thị trường crypto này, thì anh chị đừng quên có thể là để lại nút like, nút đăng ký kèm theo quả chuông bên cạnh để nhận được thêm những video mà sắp tới cập nhật đến anh chị nhé. Rồi thì cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những nội dung video lần sau.